Đừng bao giờ mang những câu chuyện buồn của mình lên mạng xã hội mà than thở. Đó là một điều ngu xuẩn. Bởi vì khi mà bạn đau khổ thì đầu tiên là cái nhóm bạn nó thích lắm. Nhóm bạn tồi nó thích điều đó lắm. Và người thứ hai ăn mừng với cái đau khổ của bạn khi mà bạn chia sẻ những điều buồn bã trên mạng xã hội, đó là các đối thủ của bạn. Yes. Cho nên ấy, khi mà chưa thành công á, các cái nỗi đau đó, nó là ngọn lửa cần phải kìm nén để nó ở trong lòng. Yes. Và khi thành công rồi hãy mang cái đau khổ trong đời của mình ra. Cái đó là trang sức đấy. Những cái đau khổ mà những cái khúc trầm trong cuộc đời của mình, nó chính là cái trang sức của mình sau này mình mặc lên trên áo người thành công. Cái vòng nguyệt quế của người thành công ấy, nó được đeo bởi cái chuỗi đau khổ. Người thành công nào người ta cũng kể câu chuyện đấy. Nhưng mà chỉ kể thiên hạ chỉ nghe khi bạn đã thành công. Khi bạn chưa thành công thì mọi cái gian khó của bạn nó vứt vào sọt rác đi, không ai ta nghe đâu. Cho nên kể ra chỉ thêm nhục thôi. Còn khi đã thành công rồi, lúc đó nhắc lại, nhớ lại, nó là bài học. Yes, nó trở thành huyền thoại. Chỉ có kẻ ngu mới mang cái chuyện đau khổ của mình lên trên mạng xã hội mà than vãn thôi. Bạn có nghĩ thế không? Nhá, comment xuống.